Nó nói cụ nghe, tôi thì không có chính trị chính em gì hết á, nhưng mà điều cái tấm lòng thì giữ cái hồn quê. Bởi vì cái thời một cột đó là thời của nhà Lý, đúng không? Nhà Lý nhớ cái ơn của quốc sư Vạn Hạnh đó, rồi nhớ cái Phật giáo mình thời đó là một thời vàng son. Thành ra mình đi đâu cũng cái hình tượng cái chùa một cột là cái hình tượng của quê hương. Rồi thích làm cái tháp mà gọi là của linh mục nữa kìa. Nhưng mà là biểu trưng. Tại vì nó đúng ra thì Phật giáo nó có hai cái thắng tích là không có nó của ai hết trơn, có nghĩa là cái hồn của dân tộc nó từ miền Bắc vào Nam. Thành ra vậy thôi chứ không có cái nó của ai hết á. Chùa thì không có của riêng ai. Có phước báo đi ra để cũng đảnh lễ được sư ôn ở ngoài chùa Liên Bộ ngoài đó. Rồi con cũng đi ra ngoài Huế đã đi được nhiều nơi. Hồi sáng nói cụ nghe nè, đang nói chuyện nè, cụ cái chặng đường tôi quên. Đang nói chuyện vụ mấy hòa thượng, mấy thượng tọa đó. Nói thời của cụ thì mấy thầy á, mấy hòa thượng nó khác. Thời đó là cái mà gọi là các ngài đối xử với nhau nó khác. Rồi cái thời của sau cái thế hệ con của cụ, ví dụ như cô thời cô Liên Thạch đây á, thì cái đối xử các ngài đối xử với nhau nó khác. Nó từng cái giai đoạn. Rồi tới cái thời của chúng tôi á, thì các thầy tu của anh em huynh đệ tu lại đối xử với nhau nó lại khác nữa. Cái thời xa xưa mà thời cả 100 năm về trước của cụ á, cụ 95 thì cũng gần 100 rồi. Thì cái thời đó người ta nó khổ theo cái hoàn cảnh của cái giai đoạn đó, đúng không? Nhưng mà người ta cái giữ cái đạo đức nó nhiều hơn, tình anh em nó thắt chặt. Đó. Cho nên các ông hòa thượng ngày xưa, các sư cọ tổ, sư cụ á, sống ở trong cái làng cái nước á, cái làng cái nước á, coi như cả đời người ta quý mến nhau. Còn bây giờ cụ xét lại cái thời chúng tôi á, con cái gì đó, con người thời chúng tôi thì sống chung một cái địa phương là không ưa nhau nghe. Nó khác nhau một trời một vực, cụ nhớ không? Cái thời của cụ và thời các cụ như cụ Tâm Giác hay các sư tổ coi. Tới bây giờ còn cụ Phổ Tuệ như hay là ở Vũng Tàu, còn cụ Trí Tịnh, cụ Đức Nghiệp, các cụ này người ta hết lòng với nhau, anh em ta quý trọng nhau, người ta nhìn cái hay lẫn nhau. Mặc dù ở bên ngoài người ta có những cái ta cũng không bằng lòng, nhưng mà về ở bên trong, nhưng mà bên ngoài người ta vẫn cung kính quý cẩn trọng nhau. Còn ở ngày nay á, thì cái xã hội đó, cái vật chất kêu tiền nó quyết định đi, cho nên á thì cụ thấy nó rất là khó. Cho nên ý trò bốn phiên cụ gì nè, cụ đừng có buồn. Thí dụ như cụ đến đây đi, cụ nếu như tôi dùng những lời lẽ ngọt ngào, yêu chuộng, tán dương công đức phước đức của cụ, tôi thừa khả năng tôi làm được điều đó. Thậm chí tôi nói thiệt, tôi thừa khả năng cỡ mấy bà, bây giờ tôi thừa khả năng mấy bà tới đây mà về không còn một đồng. Để tôi nói một câu, nói thật sự như vậy. Tại vì thật ra đó, thầy Thượng Tài bây giờ là hơn 30 năm ở trong chùa rồi. Và coi như là cái thế hệ của đằng này đi đó, là cái bước cuối cùng của thế hệ trước, mà giống như đầu của các em sau này. Cậu nhớ sau năm 95 thì Phật giáo bắt đầu nó mới thoải mái, đúng không? Thoải mái thì chắc á, là cái kia là Việt Kiều rồi mới, khi mà Mỹ nó hết cấm vận thì bắt đầu mở cửa thì thoải mái lắm. Lúc đó đó, các thầy tu nó không có như cái thời chúng tôi trước năm 95. Nó trở lại vấn đề rồi sau bao nhiêu những cái khó khăn, thử thách á, cho nên chúng tôi đâu có dạy chi mà không biết, gọi là không biết dùng những cái lời hay, tiếng đẹp, ngọt ngào để mà vuốt ve với bà cụ. Bởi vì tâm lý Phật tử đi chùa là thích vuốt ve. Bây giờ tôi nói thật sự, các vị công nhận điều đó không? Các trẻ ở đây, có thế hệ trẻ, đây ba thế hệ nè. Ba thế hệ nè. Các vị đi chùa thường có cái bệnh thích vuốt ve. Mà mấy thầy á, mà đúng tâm lý một cái vuốt ve là các vị chết, từ chết tới bị thương thôi. Cái này tôi nói thật sự. Đó. Thành ra thí dụ như thầy nào
có cái lòng tốt, như cụ khen một vị thầy, tôi không cần nói tên, khen thầy đã có lòng tốt, thương các bà cụ già, thương thế này thế kia nọ đó, thì ông thầy đó coi như là có cái sự tu tập hơn một chút. Bởi vì sao? Vì ông thầy đó ông biết ông cũng rất là cần, nếu ông làm chùa ông không cần mấy bà già, ông không cần cái tín đồ lấy đâu ông làm. Nhưng mà ông khéo hơn một chút, có nghĩa là ông gặp mấy bà cụ để ông vuốt ve, ông lo lắng, thấy không? Để cho cụ như cụ được vui, rồi cụ về cụ giới thiệu bạn bè, cho nên thành ra không có cái truyền miệng nào bằng cái uy tín bằng các cụ già hết á. Các vị công nhận được điều đó không? Các vị trẻ nói chuyện nó đẻ ra tiền chứ chưa hẳn lấy được cảm lòng người ta. Thí dụ như các vị làm tiệm business thì các vị muốn làm phước ở đâu hay cúng chùa ở đâu, các vị nói bạn là tao bữa đó tao đi chùa vậy đó, hay là anh hay chị hay tụi bay có hùng phước không, chứ thật sự người ta chỉ biết tao bỏ đồng tiền thôi, nhưng mà nó không tồn tại bằng mấy bà già này. Mấy bà già này rỉ rịch suốt trường kỳ, coi như là kháng chiến đó, gọi là suốt trường kỳ kháng chiến. Cậu công nhận điều đó không? Mấy bà này mà đi về đi tới một cái chùa nào đó tuyên truyền ra thôi thì Phật tử rồi vậy hả bà, thôi để một kỳ sau bà đi mà cho tôi đi thử nha, đi theo thế này kia nọ. Nhưng bây giờ á, ý là nói của cái chuyện này, bây giờ ngày nay cái mấy thầy nó có một cái bệnh, và cụ đi tới chùa này mà cụ nói tốt chùa kia là mấy thầy rất là khó chịu. Cái này tôi nói thật sự đó, đây là tôi nói, tôi thấy trừ ra ông thầy nào ổng mở rộng được cái tấc lòng á ha, thì ổng mới thoải mái ở nghe ông thầy đó hay, ông thầy đó có cái tâm thì ổng mừng. Còn ngược lại á, một là tấm lòng không rộng mở, hai là mình không bằng người ta, ba là mình ganh tị, là coi như là nó rất là tội cho những thầy với nhau á. Tôi cũng biết không, tôi thí dụ như bây giờ nó phải là tôi khoe cái này là tôi mượn bằng chứng của tôi thôi. Cụ xuống đây nhà tôi có hai phòng, đúng là tới tối nay thí dụ như cụ nói thôi nhường phòng cho hai bà cụ cái ở, bởi vì cụ cũng muốn thoải mái, cụ ngồi cụ niệm Phật, thì cụ với cô Lương Thạch tính ngủ đây. Nhưng mà tôi suy nghĩ nếu phụ nữ á, dầu gì cũng là nữ, cụ dầu là cụ rồi nhưng mà cũng nữ, mà nằm ở trước cái Phật rồi dưới đất rồi hai vị khổ quá, thì bây giờ thôi thì giờ tôi mời cụ, bởi vì cụ đáng lớn tuổi hơn bà tôi rồi. Cô Liên Thạc từ lớn tuổi hơn mẹ tôi, bây giờ thôi thay vì hai cửa vào phòng của tôi. Tôi ra đây tôi nghĩ, các đầu cô nói, ồ bố cô đi trở, bữa tới ông thầy Tài, ông nghề nghiệp, ông nhường phòng cho chú tôi ở, ông ra ngoài cái salon, ông nằm, ông ra cái giỏng, ông nằm. Thật là thế thì bắt đầu là có cái chuyện rồi, ý rồi phân tích thì cô nghe, cô có nghĩ không? Sẽ có, người ta sẽ nghĩ khác, nghĩ nhiều cái phương diện lắm, thế gian này nó nghĩ nhiều phương diện lắm. Tôi thí dụ như đơn giản là sáng này khi mà cô Liên Thạch, pháp danh cô Liên Thạch, cổ thông dịch cho bà cụ Linda với tôi, với bà cụ này, với bà Ni Sư, với con gái của cụ 95 tuổi đây. Thì sau đó 1-2 tiếng đồng hồ sau thì mấy em đó, bởi vì tôi bảo với các em, tôi cho phép em cứ đăng mấy cụ lên mạng để chi, để kỷ niệm mấy cụ. Nói chứ tuổi này rất là hiếm, còn ai thích thì coi, không thích thì thôi. Thì có một người vô comment, đó là ba Nguyễn hay bà Nguyễn hay má Nguyễn ấy, nói chuyện đi, nói tiếng Anh mắc đi ỉa đó. Thế thì từ chiều tôi mới nói với cô Liên Thạch, tôi nói đúng không, ý tôi nói tại vì họ tưởng đâu là mấy vị này mới qua, trong khi á cái bà Linda là người Mỹ, dầu mình có nói tiếng Anh cỡ nào đi nữa cũng không bằng người địa phương. Còn cô này qua Mỹ năm 70, mà thật sự cô này bây giờ thầy đó thật sự là cổ là kỹ sư làm trong hãng máy bay, không thạc sĩ thì cũng tiến sĩ, chứ làm sao mà tiếng Anh nói mà bắt đi á. Cho nên nó con người mà tới thế gian này cái gì nó cũng nói được hết trơn á. Ý sự phân tích tôi cũng nghe trên đời này rất là khó, thành ra ta nói làm người thì khó, làm chó thì gì đó là dễ gì đó, chứ không phải là nó dễ vậy đó cụ. Nhưng mà đối với trò đó thì thật sự ra đó, như là nói là hồi xưa á, tại vì tôi thọ ơn các bậc cụ già, thành ra bây giờ các cụ không còn nữa, thì bây giờ có các cụ mà còn, mà dầu hồi xưa tôi chưa thọ ơn tôi vẫn quý mến. Vì trên đời này á, mình có cái là thật là các vị nhớ nè, mình làm ơn cho ai đó đó,
thì đừng có mong người đó trả ơn. Nhưng mà thật sự có cái người sao trả ơn cho mình, nó không mất đi đâu hết trơn á. Còn cái người mình làm ơn cho người ta mong người ta trả ơn thì thật sự đó là mình không phải làm ơn nè. Mà đời nó thẳng, nó hay lắm. Cái sống sau nó tiếp tục, nó chồng nó sống trước. Nó đời, thí dụ như á, cái hình ảnh những cụ ngày xưa lo cho tôi, ví dụ như hồi tôi về Sài Gòn, tại sao đa phần là các người Bắc lo. Cô biết không, vì hồi đó tôi về Sài Gòn là tôi ở lâu nhất là cái xóm ở Bà Chiểu á. Thì những bà cụ người Bắc mà di cư vào năm tư á, đại đa số mà bây giờ thật sự là giờ tìm một hình bóng cũng không còn, mất hết rồi. Tại vì hồi tôi Sài Gòn năm 92 mà tôi ở 4 năm Bà Chiểu cho tới năm 96, thì tôi nghĩ coi là lúc đó bà nào cũng sáu mấy 70 hết, thì bây giờ quý vị nghĩ bao nhiêu năm cũng không còn. Cho tới một số Phật tử ở Tân Định, rồi cho tới Phật tử ở Phú Nhuận, đó là những Phật tử đều là người Bắc hết. Thành ra đó mấy mươi năm. Mà ngày xưa các vị biết không, thầy đi với các bà cụ lớn tuổi như thế này nè. Giờ tôi nói tiếng thầy là tại vì có các vị ngang hàng với tôi, chứ còn đằng này không bao giờ xưng thầy với các vị lớn nha. Là hồi đó thì nói với anh nghe là đi với các cụ lớn nè, nó khác theo thời nay lắm. Hồi xưa tôi dụ mấy cụ đi là mấy cụ rào tôi hết, là mấy cụ lúc nào cũng trân trọng đi một cái tổ chức, một chuyến xe. Thì các Phật tử lớn ngồi trên, các Phật tử nhỏ ngồi dưới, nó không chứ không bình đẳng, chứ không có vụ mà giàu có gì hết trơn nha. Rồi xe bao nhiêu, cô Liên Thạch thấy mấy kỳ ở bệnh mình tổ chức không? Hồi kỳ của Việt Nam là mình chia nhau mình trả. Chứ không có vụ mà ở trên vé nhiều, ở dưới vé ít gì hết. Dầu tới Diệu Ngọc tổ chức cũng như vậy. Rồi đi với các cụ thì hay thương với thầy, đi xách đồ theo lùm tung cho mấy ông thầy. Nhưng mà không có vụ như các bà cụ ngày nay nha. Các bà cụ ngày xưa như thế này nè, giữ cái nề nếp lắm. Nhiều khi muốn biếu cho ông thầy ăn cái gì đã kêu mấy ông thiện nam quát, mấy thiện nam là à mày đem này cho thầy ăn, tao đem theo. Còn ngày nay á, nói tiếng cụ là không phải là tuổi dày mà cứ là 60, sáu mấy, năm mấy đó. Cả ổng cả eo, cả ổng eo kỳ lắm. Chứ thời mà mấy bà mà sáu mấy thời đó, thời của cô Tiên Thạch, tôi cũng là đồ hông đâu. Muốn cho dầu mấy ông thầy đáng con mình á, nhưng mà muốn cúng dường cho thầy ăn, muốn lo cho thầy ăn, bị đi nhiều khi đâu có đủ đồ phương tiện, đồ chai. Đoàn thì người ta ăn mặn, thầy ăn mặn thì đoàn ăn mặn, ta cũng dầu mình kêu gọi ăn chai nhưng mà đi xa ta thì nổi, ta cũng lén lén ta đem theo. Mấy cụ mang đồ chai theo. Không bao giờ mấy bà mà sáu mấy, bảy mươi, năm mấy mà bước vô phòng của mấy ông thầy trên á, ta kỹ lưỡng mà dầu ở khách sạn nha. Chứ không phải như bây giờ mà sao mấy bà bây giờ năm mấy 60 rồi mà cả ổng nghẹo tôi mới nói thôi. Không giống 12 giống nhóm nào cụ Diệu Phúc, đúng gì không? Tôi nói cái thời giàu rằng thời cụ sáu mấy 70 là cái thời đó rất là nghiêm trang đối với các ông, các sư ông, sư tổ. Vâng. Vâng, ở xưa vậy đó, nó có nề nếp lắm. Rồi cái gì cũng vậy, mấy cụ lúc nào cũng bảo mấy ông mấy chú thiện nam muốn gì đó lo cho thầy được kia nọ, chứ không có cũng không có vụ mà cô nào mà đi khăn gối cho thầy nữa nha. Đâu vô đó rõ ràng lắm à. Còn bây giờ tự nhiên sao nghe nó mấy thầy mà tôi không xin giấu tên ở Việt Nam, là tôi không nói đây mít lòng lắm đó, là nói nghe nó đi gì mà đồ mấy thầy để chung vali của mấy cổ đó, rồi mấy thầy lấy lộn quần lớn quần nhỏ gì, nghe nó kỳ hết sức kỳ. Có thiệt đó, cho nên nó không có cái nề nếp gì. Mà mấy ông lớn mình, mấy thầy, mấy hòa thượng lớn là mấy hòa thượng có chức vị nữa đó, chứ không phải mà mấy nhỏ nhỏ như tụi tôi đâu. Thành ra nó cái xã hội ngày nay nó giống như cái nó lộn tầm phèo hết rồi, hiểu không? Bởi vậy nói á, nhiều khi mình nói ra thì ta nói mình á, dịch lá tìm sâu rồi bới lông tìm vết, thấy nó đau lắm, nhưng mà rồi cũng phải chịu chứ biết nói là sao. Càng
thành ra trở lại vấn đề tôi nói á, thì càng cái đau lòng nhiều, mình không dám nói ra. Cho nên tôi nói tôi rất là cảm ơn quý cụ thật sự á, là thời đó nè, giờ tôi hài từng cái đức danh nè. Hồi đó đó là ở Bà Triệu thì có cụ Diệu Thiền, mà cụ không biết một chữ nghe, mà cụ có người chồng làm lính cho nên gọi là lính thủy đó, bà hai lính thủy và Diệu Thiền. Rồi cô Hạnh Phụng, tội nghiệp cô Hạnh Phụng có mắt cổ mờ mà cổ ngồi cổ thiêu cái Từ Quan Âm 2 năm trời, thiêu từng mũi chỉ 2 năm trời. Mà cái tượng đó bây giờ tôi đi đâu tôi quý, bây giờ hổng tôi còn kêu mấy thầy Việt Nam á, bây giờ phải phục hưng lại, giàu lâu rồi mấy thầy không có biết. Tôi nói cái tượng tôi quý lắm, cô thiêu 2 năm trời. Rồi cô Diệu Tánh, cô Diệu Sáng rồi tất cả mới nói tiếng cô, chứ thật sự là tại lúc đó mấy bà chưa lên cụ, chứ bà nào chết cũng 70 mấy 80 mấy hết trơn á. Rồi sau một cái thời tôi nhớ xung quanh mình, thành ra như vậy giờ thấy mấy cụ tôi nhớ lại cái hình ảnh xưa tôi thích lắm. Còn bây giờ trở lại cái vấn đề á, nói gì nói chứ cái tình người là chính. Còn cái người tu á thì những như ai cũng cần tiền, nhưng mà không phải cái gì đồng tiền đó mà để nó mất cái lương tâm, cái tư cách của người tu. Xưa cái cụ rồi nói vậy. Cho nên cụ đến đây á thì là rất là vui. Đừng có nghĩ hết chứ ở trong nhà, khi nào tới cái lễ lọc á thì giống như là ông thầy thì đứng ở trên cái địa vị cũng như là Phật Pháp Tăng. Còn ví dụ như vậy là bình đẳng, là quý lắm. Nè. Thầy cho phép con thì con đang nói gì chúng ta theo ở trong Phật giáo để các cái vị thổ đó xem là kính Phật thì trọng thân. Vâng. Thì chúng con là trọng thầy á, là trọng cái áo. Vâng. Thì thầy cho phép con thôi. Như vậy còn sai hay đúng thì con cũng biết. Vâng. Tổ dạy như vậy. Dạ thì đúng vậy. Mà cô biết á, tại vì á chữ cái chữ tăng á, đúng ra đó nếu mà hiểu cho rõ nghĩa đó, chữ tăng là phải là hiền thánh tăng á, chứ không phải tăng là một ông tỳ kheo là đủ là tăng đâu nha. Phải hiền thánh tăng, mà hiền thánh tăng á là vị tăng đó nó phải có những cái phước, thí dụ như là bất ái, bất si, bất nhuế. Nghĩa là bác ái là vị thầy đó, với vị đó gọi là tăng á, là vị đó phải tâm phải bình đẳng. Không có yêu thương người này hơn người kia, gọi là bác ái. Còn ví dụ ông tăng mà thấy Phật tử giàu, quý trọng, thấy Phật tử trẻ đẹp, quý trọng hay này kia nọ, thấy người nghèo khinh khi thì chưa phải là hiền. Mà không hiền thì làm sao thánh. Nhớ là bậc hiền, hiền mới lên thánh. Rồi bất si là vị tăng nó không có si mê, xử mọi công việc luôn sáng suốt để mà điều hành chúng xuất gia cũng như tại gia. Rồi bất nhế là vị tăng nó không có giận, không có thù. Mình ngày nay có cái bệnh là hỡi gì cái mình để trong lòng, chấp trong dạ. Rồi và như bản thân tôi cũng suy nghĩ nữa, ủa tại sao mình ngồi đây rồi mình thấy cái mặt ta tròn, mặt ta méo, thấy ta tốt, ta xấu, mình nghi, mình ngờ, thấy không? Rồi vô tình vậy đó, mình cái tâm mình nó lung tung, rồi vô tình làm như vậy cho nên mình bất an, bất ổn, rồi mình đau khổ trước à. Nên khi mà tôi nhận ra điều đó, bắt đầu tôi thấy nó, mình không đau, nó nhẹ nhàng. Thì có nhìn cái cuộc đời, cái con người nó mâu thuẫn nhau là do cái chữ tưởng hết á. Giờ cái gì đi làm, ai nói điều gì đâu, cái gì bắt đầu cái gì về, cái gì tưởng, thấy không? Tưởng là tưởng cái gì đó, tưởng là hành thức. Mình nói từ ba chữ đó thôi, nó bắt đầu nó hành hạ mình, nó theo kiểu gò quê đi, nó hành động, nó hành hạ, nó đủ thứ hết trơn, nó sai biệt, là cho tới cái suy nghĩ nó phân biệt đủ thứ hết. Nên cuối cùng sự thật của mình nói chuyện tu á, coi chứ nó không phải dễ đâu nghe, nó chứ không phải dễ đâu. Nó khó mà nó dễ mà nó là khó này. Như là ở trong Phật thì nó khác. Ở ngoài đời chúng con nó thì giả tỷ như này. Nếu mà con giận, bây giờ con giận theo này. Con đâu biết con giận đâu.
Vâng. Nhưng mà tập tâm cực khổ trước. Dạ. Yeah. Mình giận. Mình giận là mình tức rồi. Vâng. Mình hờn rồi. Sao mình đeo. Mà mình sao mà mình giận làm chi để cho mình đeo cái đặng ở trong người mình. Vâng. Mà cái người dạy đó không biết là người ta vẫn vơi vơi ra đâu, ta đâu có gì đâu. Tại sao mình này, ta bởi thế cho nên là nó vẫn có một cái vô minh. Không nhìn thấy là những cái gì như thế cho nên mình phải bỏ là xả ở cái chỗ đó thế này. Mình nè, người ta đó, tháng ngày thì nó mỗi ngày nó đi tới. Người ta đi, con người thì đi tới chứ đâu phải con tôm đâu mà đi sụt lùi. Con cua nó đi ngang, con tôm nó sụt lùi. Đó là cái loại súc sanh, loại ở dưới thấp. Theo con cua nó đi ngang không à nghe. Mình nó đi ngang với cua, con tôm nó sụt lùi không à. Đó, rồi thành ra mình là con người thì con người nó đi tới. Cái đầu á, thì cái não đi lên, cái xương sống đi lên. Mà bây giờ mình đứng đó mình ganh tị, mình hơn thua, mình tranh cha chấp với người ta. Người ta đi tới mình đứng đó mình sủa hoài như chó à. Cho nên tôi nói thiệt vậy đó, nhiều khi tôi suy nghĩ vậy đó. Cho nên tôi thấy những người chửi tôi rồi cuối cùng cũng chẳng thấy đóng ơn gì. Bởi vì chú Út Hoàng cũng nói hay nha. Cũng nói từ cổ chí kim mấy mươi năm, Út biết ông thầy Thiện Tài á, ai chọc tới ổng rồi đâu biết là người đó hết thời đó. Thật sự tôi nói, ủa ông đừng nói vậy. Nói vậy người ta chửi tôi, nói tôi phù phép. Tôi nói, ông không phải thầy Tài mà ông điểm nguyệt ai là ông hết thời. Tôi không có, đừng có nói vậy. Mà không, cái mạng này lớn lắm á. Hồi đó đó, nó không tin gì đâu, không được nha. Cho tới bây giờ tôi cũng có cái mạng. Tôi có cái ông giống như mình nói, thế gian ta gọn độ mạng á cũng. Mà ông gọi mạng tôi là cái ông già râu. Mà khó khăn gì là ổng ra tay ngay hồi nhúc ở. Từ hồi tôi đi, tôi còn nhỏ cho vào chùa, cho tới khi về Sài Gòn, cho tới khi về lại Bến Tre, cho tới khi qua đây đó. Mà cái chuyện gì khó khăn là tôi nhớ tới ông đó, mà tôi không biết ông đó là ai. Mà không phải một mình tôi thấy nghe cụ. Mà cái giường của tôi nằm ngày xưa á, ở tại quê nhà, mà người nhẹ bóng vía mà cái giường tôi bỏ rồi đó. Có nghĩa là tôi hồi đó tôi cũng thích đi mua đồ cũ vậy nè. Mà mấy cái đồ cũ ngày xưa, mấy người xưa đẹp lắm phải không, mà mình về mình rửa sạch thôi. Còn nhớ cái ở chợ súng củi á, nó bỏ ra cái đó nó bán, rồi mấy người ở quê tao mới xách xe đò lên tao mua, giờ tao bán rẻ lại đó, mua rẻ. Cái tôi lâu lâu tôi thấy cái đồ đẹp rồi có nặng gì nè, có khoan có nhặt mà là tôi thích, cái tôi đổi. Vậy đó mà lên cái giường đó, cái giường đó tôi nằm lâu năm rồi mà ai nhà ông dưới lên giường đó là thấy ông là ông đủ cái giường thầy nào á. Tôi phải nói một tiếng tôi nói không, tôi đã bỏ giường này rồi. Nhưng mà tuy nhiên á, người ta độ mạng cái mình nó cái hay nè. Người ta nói rằng có kỳ đó tôi mới nằm chim bao, tôi mới thấy là ông nói là giống như ông mắc nợ tôi nhiều kiếp nào đó. Bây giờ có theo ông bộ ông trả, nhưng mà có những cái chuyện ông giúp đỡ được, mà có chuyện nó giống như nó che mắt ông không thể nào giúp đỡ được. Không phải lúc nào cũng kề cận của mình ông, giống như tôi nằm mà trong cái tánh linh tôi thấy vậy phải không. Mà thiệt, đúng là thiệt, bởi vì quỷ thần á, người ta có cái phước của họ của quỷ thần, nhưng mà gọi là đức trọng quỷ thần kinh. Thí dụ có những người cái đức lớn hơn mình, cái phước lớn hơn mình. Dầu rằng người ta cũng là con người, dầu ta cái đức ta lớn, phước ta lớn, nhưng mà có quan trái với mình nhiều kiếp, ta muốn hại mình. Nhưng mà khi cái phước đức của họ có gieo lớn quá thì cái quỷ thần này nó không thấy, không làm gì được nghe. Đó, giống như cái thời vua Thành Thái đó cô nhớ không? Tôi nói hoài vua Thành Thái đó. Khi mà bị Lăng Xa quyết định đưa vua Thành Thái lưu đài. Lưu đài xong rồi nó chơi cái cớ hỏi chứ bây giờ là ông có muốn cái gì không? Ông có còn ông có cái yêu cầu gì không? Lăng Xa là người Pháp. Pháp á dạ. Đó Pháp lưu đài vua Thành Thái. Đó cái vua Thành Thái nó đầu tiên thì vô Thành Thái nói tôi không có mong muốn gì hết á, thôi mấy ông giang sơn của tôi ông chiếm rồi thôi, chứ giờ nói gì tôi là vua mà giờ tôi không có quyền. Thế thì cuối cùng vô Thành Thái mới nói thôi
Mấy ông cho tôi một yêu cầu là cho tôi đi thăm hai nơi. Thứ nhất là vườn Tao Đàn. Thứ hai là cái đền Trấn Vũ. Ủa nhớ, vườn Tao Đàn, cái thần dân Pháp họ họ mừng quá rồi. Bây giờ mà giết vô thành Thái thì thế giới nó lên tiếng làm sao? Mà lưu đài thì biết chừng nào chết. Nghe ông nói gì bây giờ nó bắt đầu nó chơi nhốt mấy con cọp, mấy con voi đồ lại giống y như thời vua Xà Thế mà hại phạt kia đó. Thời mà Đề Bà Đạt Đa nhốt lại để nói là nếu ông thành Thái mà ông bước chân vô vườn Tao Đàn mà tới vườn chuồng cọp cái là mở cho cọp cho nó chạy ra, vô tình cho nó xúc chuồng nó chạy ra mà bỏ đói cọp mấy ngày không chăng. Cái là muốn giết vô thành Thái mà. Thế thì nó cũng y như vậy, ông gọi là ông chăn gọi là cho cọp ăn mấy ngày theo lệnh là không cho cọp ăn, định là mở cái cửa, vô tình xúc cái cửa là cọp ra nhào tới thì nó vô vô thành Thái rồi. Mở cửa ra nó gầm gừ vô thành Thái, chỉ ngươi gầm gừ, ngươi không đủ can đảm mà để đuổi Lăng Xa thực dân Pháp, đuổi bọn giặc để mà giày xéo quê hương dân tộc ngươi, đất nước tổ tiên ngươi, mà ngươi muốn ăn thịt ta hả? Ông xí dạng cái cọp nó tó hào quang mắt lên, nó quỳ xuống liền, sụp xuống bỏ quay đuôi đi đó. Cái đức ông lớn vậy đó, cho tới ra cái đền Trấn Vũ, đền Trấn Vũ ở Bắc phải không? Ở trên cái câu mà gió đưa cành trúc la đà mà tiếng chuông Trấn Vũ canh gà thọ xương á. Tiếng chuông Thiên Vũ chứ thầy. Đâu? Chuông Thiên Vũ thì lúc thưa thầy. Không phải Thiên Vũ thầy. Ủa cái câu có tiếng chuông Trấn Vũ á. Chuông Trấn Vũ ở trên đó là ở Hà Nội, tức là ở chỗ trên cầu trên trúc. Đâu? Nói gõ Google lại coi. Cái nguyên văn hồi xưa là gió đưa. Không, nhưng mà coi cái gì mà nó có cái đền Trấn Vũ đó. Không có đền Trấn Vũ thì ở trên như có Hồ Tây đó thầy. Vâng, thì khi mà đưa ra Hồ Tây á thì dạ, thì nhưng mà ngoài Bắc thì Trấn Vũ, trong miền Nam mới Trấn Võ. Thì đây là ông thần mà các vị biết, ông thần á là hồi xưa những ai gọi là sanh đi tướng tử như thần, gọi là sanh làm tướng thì chết mới làm thần, chứ thần không có lại gì hết trơn á. Có nghĩa là có người anh hùng hiên ngang đánh giặc đuổi giặc rồi rồi chết rồi cái gì với người nước mới thành thần, người ta mới lập cái đền ta thờ. Mà cái đền Trấn Vũ là mỗi năm tế lớn lắm, cung lớn lắm. Bị hồi đó ông đó, cái bắt đầu cái vua thành Thái ra. Wow. Hả? Trấn Vũ thấy chưa? Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông Trấn Vũ canh gà thọ xương. Mà tôi nói bởi vì nhịp chài Yên Thái mặt cương Tây Hồ. Tại sao mà con nghe là tiếng chuông Thiên Vũ? Đây này, đây cũng có nè, không đây này. Tiếng chuông Thiên Vũ canh gà thọ xương cho là thọ cương. Thọ cương, thọ cương là Thiên Vũ. À, chắc Trấn Vũ thì là thọ xương. Trấn Vũ là đúng, Trấn Vũ là gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông Trấn Vũ canh gà thọ xương, mịt mù khói tỏ ngàn xưa nghiệp chỉ thấy mặt gương Tây Hồ. Là mấy đường vô xứ lạng gì đó, quanh quanh non xanh nước biếc như tranh họa đồ gì nữa. Mà bởi vì tôi nhớ như in và cãi tôi không phải cãi mà tại vì hai người nói hai cái khác nhau. Một người miền Trung thì một người Cần Thơ đó chắc chắn thầy, mà một cái thì ở trong Thiên Vũ, một cái ở Trấn Vũ thầy. Nhưng mà đó, tại vì nó đi liền với hai câu sau là mịt mù khó tỏa ngàn xương, nghiệp chài Yên Thái mặt gương Tây Hồ. Vâng, nó đi cái đền nó mới dính tới cái đền Trấn Vũ. Thì khi mà vua thành Thái ra đó thì hương khói ngào ngạt, người ta cái đền nó không bao giờ mà thiếu hương thiếu khói thiếu trái thiếu lễ trơn á. Đó, vậy đó mà ông vua thành Thái ông xí vô, ông nói á, nếu ông là tự sanh đi tướng tử như thần thì phải đi, dầu là
đều là còn sanh mạng hay là còn thể phách, thứ hai là tinh anh đi nữa cũng phải giúp dân giúp nước đuổi giặc ngoại xâm. Sĩ vô vậy à, cái tự động hai bên và cái bàn trán cho tới mắt rớt mồ hôi lụp đột rồi đó. Mà nói vậy thì bây giờ quý vị thấy có tin không, hơi duy tâm hay gì đâu. Bây giờ thì họ không tin tôi thầy, nhưng mà nó là thật sự luôn như vậy đó. Tại vì Vua Thần Thái là có một cái oai nghi của một cái mà cái vua cũng như là đã chú là thiên tử đó, thiên tử đó thì nó có cái oai cũng như là ông cái gì mà thầy nói mà biết không quản đó. Dạ. Mà không, nhưng mà cái mạng là vua nó một mặt, nhưng mà cái đức ông vua phải có cái đức nữa. Còn thí dụ như mình nói xin lỗi rồi, bây giờ nói ra lại đời sẵn nay thì nói với đứa trẻ thế, thí dụ đời Đinh đi, nó có cụ rồi, bây giờ tôi sẽ phép nói với đứa trẻ biết là có cụ nghe, cụ thời xưa thời Đinh á, vua Đinh Tiên Hoàng á, là Đinh Bộ Lĩnh á, thật sự ra là cũng là một vị vua dẹp loạn 12 sứ quân rất là hay giỏi, nhưng mà gọi là thông minh, gọi là trước tuổi, gọi là mình nói xin lỗi ngày nay gọi là gì đó, thông minh mà gian xảo á, gọi là hơi không phải là tiên đế của mình, vua mình là mình nói nghe, mới 7 tuổi mà ông dám đào mồ ông bà cha đó nghe. À, còn nhớ vụ đó không? Cái vụ mà mới 7 tuổi mà thông minh tới mức độ mà vậy đó, dám đào mồ ông mã cha đó, là biết có nghe vụ đó không? Bởi vì khi bên Tàu nó đi xứ qua, nó biết là cái hầm rồng, cái chỗ sông Hồng có cái hầm rồng, cái long mạch đó, mà nếu xương ai mà chôn được cái long mạch thì cái dòng họ đó là vua, dòng họ đó. Đó, thì bên Tàu nó dòm, nó thấy cái long mạch nó mới đem, đầu tiên là qua mướn người lặn, có đúng hay không? Đào mồ đi. Thì khi mà hai ông sứ bên Tàu nó qua thì hỏi ở đây á, ở cái đó là tỉnh nào, quên rồi, của tỉnh Ninh Bình phải không? Cái của tỉnh Bộ Lĩnh bây giờ là tỉnh Ninh Bình phải không? Chùa bái đính á, dạ. Đó, cái bắt đầu cái qua thì mấy anh Trăn Trâu nó là giờ đây có Đinh Bộ Lĩnh nó lặn như rái vậy, nó lặn giỏi lắm. Cái ông mới bỏ tiền mấy cắt nó mướn lặn xuống coi hào rồng. Ông này xuống lên cũng thấy có rồi nha. 7 tuổi thôi mà thông minh trời, coi mấy ông này làm gì tiếp phải không? Cũng là dưới này có hào rồng, nước nó có miệng rồng nó phun ra, có cái miệng như miệng con gì đó thôi chứ nó rồng, nhưng mà rồng. Mấy tháng sau ông này mới đem hài cốt của cha ông qua, cũng kiếm Đinh Bộ Lĩnh để mà xuống lặn xuống chôn dưới á. Ông lặn như rái luôn, ông vừa lặn mà ông mở cái coi cái gì, xong ông đạp nguyên bộ hài cốt của người ta. Chưa, về mới hỏi mẹ chứ ông nội chôn đâu, cha chôn đâu, cố chôn đâu, nó chôn chân núi á. Dám nửa đêm mà 7 tuổi mà dám lên đào mồ, gọi là đào mồ mà cha đó. Không, cái này đâu nói thiệt chứ không có nói mà thiên đế mình nói bậy, cái lịch sử Việt Nam là chữ chết á. Cái đầu cái ông mới về, ông mới đào. Ông đào xong lén mẹ cũng về đặt đốt đồ bị củi rừng mà. Đốt thiêu xong bỏ cái hòm đó. Đó, là dưới đó. Thành ra mấy ông sứ Tàu nó về chờ hoài mà sao không lên làm vua. Nhưng mà thiệt cuối cùng Đinh Bộ Lĩnh làm vua đó. Đó, nhưng mà cái khổ á là ông này biết là đây là mình bị mắc kế thằng nhỏ này nè, bây giờ muốn phá cái Long Nguyệt nó, thế thì ông cũng qua ông kiếm được một lĩnh nữa. Hỏi chứ hôm trước con nhờ con chôn cái hài cốt của nhờ cái chôn cái hòm cái con ở trong, dạ có ví dụ mình nói theo kiểu ngày nay, dạ có. Nói vậy hả, vậy là dòng họ này sẽ lên làm vua đó con. Nhưng nào mà ta mà họ ta mới lên làm vua thì ta sẽ
cho ngươi làm tướng này kia nọ, phải không? Để ông nghe này. Nhưng bây giờ con, bây giờ hãy làm vua thì phải có thanh kiếm để trấn an. Thôi bây giờ con lặn xuống treo thanh kiếm ngay cái Long Nguyệt đó đó. Đó, thế thì Long Kiến nước chảy ra chảy vô nó khứa vậy nè, khứa riết, cho nên thành ra đến một lần tại sao Long làm vua được, đâu có thời gian đâu. Bị cha con Đỗ Thích giết. Tại vì cha con Đỗ Thích mới nằm mộng mới thấy con sao nó xẹt vào miệng, vào mồm, ngoài Bắc gọi là mồm. Cho nên mới thấy, thế vậy mới nghĩ là sao xẹt vào mồm ai thì người đó làm vua. Con rồi giết phục vụ cho Đinh Tiên Hoàng sai giết. Đó, thế thì bà mới làm vua đâu bao lâu đâu, thế thì mấy ông đinh này kia còn nhỏ quá nên đâu làm gì được, cho nên buộc lòng giặt cái đêm quân sang thì bà Dương Nhân Nga phải giao cái ngai vàng lại cho Lê Hoàng. Đó, thì Lê Hoàng thì các vị thấy không, nếu như á bà Dương Nhân Nga bà làm điều đó không sai, nhưng mà so lại với cái dân tộc thời bây giờ á thì ngược lại là mẫu nghi thiên hạ thì làm sao được hai chồng, phải không cụ? Cái này tôi nói thật chứ tôi không phê phán cái chuyện mà phụ nữ hai chồng ba chồng, nhưng mà ý nó là bậc mẫu nghi thiên hạ mà. Đó, cho nên tôi phục là phục, nhưng mà tôi không phục thì có cái điều là tại vì bà cũng có cái tình tứ với Lê Hoàng, mới giao cái ngai vàng lại cho Lê Hoàng thì bà lại làm vợ Lê Hoàng nữa, hiểu không? Đó, thế thì ngược lại Lê Hoàng tưởng đâu yên lắm hả, thì cuối cùng cũng có một đời à. Thành ra Lê Hoàng mới đẻ ra Lê Long Đỉnh, Lê Long Việt, hai anh em giết nhau Lê Hoàng Triều. Đó, Lê Long Đỉnh là Đinh Lê rồi tới Đại Lý thì buộc lòng hai lộn xộn quá, cho nên có sư Vạn Hạnh phải nuôi Lý Công Quẩn để đưa lên làm vua. Đó. Cái gì? Nó gắn liền với dân tộc Việt Nam rất là rõ ràng, không? Bảy cái năm không bao giờ họ dạy về Việt Nam. Nhưng mà nói á, chính ngày xưa mình nói thẳng ra đó, học cái nào bây giờ nói công chánh nghiêm minh nha, chứ không có binh vực bên nào. Cái nào nếu ông Nguyễn Ái Quốc, ông Hồ Chí Minh á, cái chuyện gì đối với dân tộc thì giờ mình hôm nay mình thôi mình cũng không thể luận bàn được. Mình là thế hệ hậu sinh đi, cụ theo thời thế hệ mấy cụ cũng không nên nói như thế nào chuyện mấy cụ. Nhưng bây giờ á, chính tư tưởng của ông cũng đi đến đền Hùng, ông cũng nói rằng các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta hãy cùng nhau giữ lấy nước, đúng không? Rồi cho tới sau này cũng có câu là dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà mới nên. Nhưng mà không biết rồi sao những cái lời di huấn di chúc đó rồi biết sao mà rồi bỏ. Chứ thật sự là nước Việt Nam rất rõ ràng cái triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, dài. Nhưng mà chỉ có tờ giờ Trần á, nhưng mà đón đầu tới đời Trần nó còn rối nữa. Trời ơi, đời Trần. Thành ra mình nói xin lỗi là các vị tiên đế ngày xưa cũng lộn xộn như lắm. Nhưng mà cũng may thay á, các ngài đó gọi là Chơn Mạng Đế Vương cũng có. Nhưng mà đời nhà Trần á, thí dụ như phước báo á, là vua Tiền Trần á, là vua Trần Thái Tông á, là ngài thấy cuộc đời nó đau khổ, và ngài thấy nó rối ren giữa cái con người vậy, ngài mới phát tâm ngài đi tu. Nhưng mà không được với ông Trần Thủ Độ. Nhưng bây giờ ngược lại đó, chính ông Trần Thủ Độ trước khi ông nói là ngàn đời sau có ai lịch sử có dám ghi Trần Thủ Độ này công hay là tội. Thật sự ổng giờ công thì cũng quá công mà tội cũng quá lớn. Tội là ổng độc tài. Nhưng mà nếu ổng không làm như vậy thì nó không tò không không thể có cái đời Trần mà nó mạnh như vậy mà để tổ tiên mở mang bờ cõi. Tôi nói về dân tộc thôi, chưa nói về Phật giáo. Nếu không là một vị vua anh minh như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, là ba ông Trần cho tới đời cuối cùng là đời thứ ba đó là đi tu đó, xuất gia đó, thì làm sao mà mở mang bờ cõi được cho cháu con, cô thấy không? Chính tội nghiệp vua Trần Nhân Tông gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mang đau lắm chứ. Trong khi Huyền Trân với Ai Quên là hai người thương nhau thấm thía, làm sao mà một ông vua anh minh như vậy mà để cho con gái mình đau khổ. Đó, nhưng mà vì dân tộc
mới mở ra mà có vua nào tài ba mà xông pha trận mạc mấy lần đánh thắng Nguyên Mông. Nhờ huyền tên mà đổi tới đợt ba châu Âu tôi nghĩ là đang có cái thành đó. À, thành ra đó rồi hay nữa là dân tộc mình đó là thời tràng là Phật giáo vàng son nhất là tại là có một vị vua đi tu mà mở ra một cái nguồn sáng mới mà nó phù hợp với cái tư tưởng của Đức Phật thì gọi là Phật gốc á. Chứ còn nếu không khéo á là sau này là lại mà bây giờ thật ra mấy thầy bây giờ á, xin lỗi chứ đi tu về chứ không dám theo tư tưởng của vua Trần đâu. Bởi vua Trần gần giống như Phật. Thật sự đó, cái hành trạng của vua Trần, những cái lời của vua Trần gần giống như Phật. Trần Nhân Tông á, cho nên mới Phật Hoàng Điều Ngữ đó. Phật Hoàng Điều Ngữ, tại vì cũng đang làm vua mà bỏ hết vua đi. Mà thật sự ra mới lúc đó mới ba mấy tuổi chứ gì, mới ba mấy tuổi đó mà ngài vua Tràng Viên Tịch có 50 tuổi chứ gì cụ, 50 tuổi mà một vị vua anh minh, một vị hòa thượng, một vị tổ sư tiền triều đại gian danh vậy đó. Biết đi từ ở đâu mà không hồi đó mà cũng con cứ nghĩ rằng là xe cộ không có mà sao mà ngài đi tới tên cho tôi yên tử mà cao như thế mà lên đến chỗ đó mà tu có tốt cái thật hay quá à. Phục thật á. Không, cái gì cũng vậy cụ ơi, nó ngộ lắm. Tại vì mình không để ý đó thôi cụ à. Chứ trò thấy rồi, yêu cầu có một cái tấm lòng đối với nền chánh pháp Như Lai thôi. Chứ chưa nói là sự tu hành chân chánh thôi, là có phước à. Chỉ bảo vệ cái chánh pháp Như Lai trên YouTube đó thẳng là tôi không có tu khỉ khô gì hết trơn nè. Nhưng mà nhà nói Phật Pháp mà nói chánh pháp thôi, còn chuyện mà tôi cũng có nói vụng về lặt vặt cũng có. Chứ không phải mà tôi nói 100% là coi như đạo không phải, nhưng mà yêu cầu đó đúng chánh pháp Như Lai thôi thì có thiên thần có hết à. Thành ra đời tôi nói thật cái gì, không phải tôi nổ gan đựng nên tôi nổ chứ hả, tôi sụp xuống là tôi đi lên, là tôi sụp xuống là tôi đi lên à. Tại hồi xưa tới bây giờ mà tôi trôi nổi riết mà tôi qua tới Mỹ Mỹ nó cũng trôi nổi mà trôi riết tới biển về kia nhà. Đã tu rồi, cho nên bây giờ cũng như là còn những mình đó để mà tu tiếp để cho tôi chứ không phải là mới đây là thầy tu. Cũng có nhưng mà thử nhiều quá, chắc là tại vì tôi nguyện cái gì đó thử nhiều quá, nhiều khi muốn chịu không nổi á. Nhưng mà rồi thôi nghĩ là thôi cái gì nó cũng qua nghe. Chứ nhiều khi thật sự có nhiều lúc cũng muốn gục ngã này, nói thật. Những cái đó mới là những cái bước thang để thấy lên đến cảnh này. Đúng thật. Bây giờ cũng thấy chính nãy cô hồi chiều cô hỏi tôi đó, ý gọi là sao mà tự nhiên tôi mua nhà được, tôi nói tại không nhờ mấy năm đi làm, thậm chí đi vô tới sòng bài để văn tiếng để đi làm để mới có cái credit. Không chịu ý cụ nói chuyện vì cụ thắc mắc, tại vì thường mấy thầy ra chùa mà tôi nói tôi không ra chùa, mà ra chùa thì phá tánh bảo đạo đứng tên dùm chứ đâu có thầy nào mà ra cái chùa mà được đứng tên đâu. Đó. Bây giờ mình có tiền bạc, mình mua tiền bạc nó cũng không bán cho mình cơ mà. Mỹ, cụ biết là cái lực Mỹ vậy mà có tiền nó cũng không bán được. Như là bây giờ đó, con đang làm là một tháng con được 1.000 bạc, thì con đi thuê cái nhà nó cũng đánh giá thôi. Mà đến 1 năm sau, lương con lên đi, con đi, đấy là bây giờ tháng lương, con lên này kia cái đó, nó lương mày lên đó, mà phải đi mướn chỗ khác. Chỗ này ta chỉ cho cái người 1.000, 1.000 thôi. Mình phải đi, mình giờ mình khoe cái đó là kia, mình lên lương, nó đâu có cho mình thuê cái chỗ rẻ đâu. Mày lên lương cao, phải đi chỗ thuê chỗ cao thôi. Như vậy đó thầy, cũng nhiều khởi được. Thì cũng cái rè rè của hỏi tôi sao mà tôi... Mình đứng một chỗ thì gạt đầu mình đứng một chỗ. Mà mình phải bước một bước thì mới có bước thứ hai. Để mình đến thức bước thứ 10, bây giờ tự nhiên một bước mà mình bước thứ 10, thầy đào nó cũng bị hổ thẫn. Nó không có thầy đào nó được, hổ thẫn hết. Đó, cho nên là mình bước một bước, ra... bước. Thật ra mấy huynh đệ trẻ để ý thấy không? Ngày xưa người ta nói câu là kính lão đắc tràng á. Đắc tràng là tốt. Hả?
thọ tràn nó cúng người thử. Tôi nói đúng chữ không, gõ vô coi. Còn thọ là sao? Thọ sau này sửa lại đó. Bởi tôi nói đúng chữ xưa không à? Hồi xưa phải không cụ? Hồi xưa kính lão đắc tràn phải không? Chứ làm gì có kính lão đắc thọ. Sau này mới nói vậy thôi chứ. Rồi bây giờ hồi cô gõ cái chữ kính lão đắc tràn là sao đó, thấy không? Tưởng cái gì? Tôi nói nó có từ xưa, nó có từ nay. Mà cái ngày nay sửa riết thành ra. Thí dụ ngày xưa nói câu á, nói ngang ra làng nói không lại. Còn bây giờ cái tự sửa lại, nói ngang ba làng nó không lại. Hồi xưa cái câu chánh của nó đó, nói ngang ra làng nó không lại. Con ra ngoài làng, nó ra ngoài làng, nó ra ngoài làng, ba làng cũng nói lại một cái ông mà nó ra. Bây giờ ba làng, ba làng. Không, thì cũng đúng một phần nhưng mà nó trật đi. Dạ, thật ra. Tại vì cái miền họ nói là cái chữ R nó được thành. Không, mà vậy. Đúng ra là nói ngang ra làng đóng lại là vậy, là khi anh có ngang ngược cỡ nào nữa, nhưng mà đối với công chính liên minh á là anh không thể nói, anh không thể nói ngang tàn được, nó nhiều nghĩa lắm. Anh đừng có tưởng là anh nói với tôi anh muốn nói gì anh nói, nhưng mà ra tới những người mà thông minh, những người cầm cân nể mực. Vì vậy mà có câu ngày xưa tôi nói đó, trí giả tự xử gì nữa cô, còn câu nữa cô nhớ không? Ngu giả mới quan phân, trí giả tự xử, ngu giả quan phân. Rồi còn cái câu nữa là vô phúc mới đáo môn đình. Đó, nó bộ thường thường những cái câu xưa nó bộ tốt vậy đó. Vô phúc mới đáo môn đình. Đó là trí giả tự xử. Người trí á, mình phải tự ngồi lại với nhau nói chuyện. Ngu giả mới quan phan, người ngu đi kéo ra mà làng để cho qua ông phân xử. Phân xử thì cũng phải có thái người thua. Mà hả, mình thua thì mình là người ngu rồi. Mà tại sao mình không chịu, mình thấy mình thua trước đi chứ không? Nó không nhường qua nhường lại, cho nên mấy câu đó. Cuối cùng khi xử thua về mới nói, mày là cái đồ vô phúc mới đáo môn đình. À, vô phước mới đi ra tòa đó. Thành ra hồi xưa hay lắm, một cái câu gì đó cũng có cái bổ túc đó, sao hay lắm. Mà bây giờ có những cái quên mà gặp những người xưa thì nè, họ có những cái câu rất hay, nếu mà biết gọi là mới gọi là kính lão đắc tràng. Dạ, đắc tràng. Bác nói nhiều câu, con nói trời đất ơi, má con tu, phải không? Bả là ni sư rồi, bả nói nhiều câu không được như bác. Là cái đời, trường đời nó dạy bác, phải không? Bác nói đâu ra đó, nghe không? Má con cũng được. Không, nó hai việc, nó có hai cái. Tại vì hồi chiều tình nghe hai bà nói chuyện không? Thì bà cụ Diệu Phúc ấy nói rằng là hai chị em như bà này đến đạo trước. Nhưng mà bà này đi theo đạo Phật trước, nhưng mà là cư sĩ. Còn bà kia đó đi theo đạo Phật sau, nhưng mà đi tắt, đi xuất gia. Thì thôi, nó có cái điều nhiều cái nghĩa mà tôi nói hai cái nghĩa. Thì bây giờ mấy bà nói, nhưng mà thật ra đó, hồi nã hồi chiều khi mà lên xe lên rồi đó, cô hỏi chính hỏi sư Huệ Trâm, hỏi chứ có nhớ bác Quang không? Bà nói biết rồi, nói mãi bà biết chứ, phải bà biết, nhưng mà bà bà nói biết rồi, đừng nói nữa, là bà biết nhưng mà bà không muốn nói. À, khi mà hỏi quá bà bực mình, nhưng mà thật sự biết chứ không phải không biết. Biết mà vui lắm, mỉm cười bị chi, nắm cười bị chi. Thành ra không biết là bây giờ các bạn đang nghĩ cái gì, không còn bả hay là không phải bả nữa, là bà sư cô đi sân nè. Bác mới đùa, bác bảo chứ người tình chấp đăng đây, người ta không nhớ cái gì hoài, buồn lắm. Hay cho hai vị chứ. Bây giờ hay là hai vị này là làm bạn với nhau 80 năm nè. Bây giờ muốn cái tối thứ tư để thứ năm và sư về tôi làm anh lễ sinh nhật không? 80 năm tình bạn không? Dạ, mô Phật, thầy làm cho con cũng được mà. Nói thôi bây giờ thì... Ở đây có bánh kem người Việt không? Con chấp nhận thế, nếu nó nghĩ thế là phước báo của chúng ta. Thì 80 năm tình bạn, mà bây giờ mà chưa chắc sống 80 năm cuộc đời chứ. Bây giờ cái bài hát là cái gì đó, em ơi cứ bao đầu 60 năm cuộc đời mà bây giờ 80 năm tình bạn. Chưa bao giờ gây nhau, đúng không? Đúng không? Chưa có nói nhau. Thế nói không cần nói một tiếng gì hết, cứ nhìn nhau mình biết là có tình, cứ chấp chấp là biết.
80 năm tình bạn, nghe không? Mà chưa có chị em, chưa có biết gặp nhau một tí nào, chưa có bao giờ giận hờn một ngày nào, cô giận hờn. Mà rồi cũng cách biệt nhau rồi, xa nhau, rồi từ lúc vợ con gái, cái... từ lúc có chồng, rồi từ lúc hai ông bỏ. Bà, hai bà đi rồi, bà, như tôi với thầy Minh Giác á, thầy tôi với thầy chỉ có chia đi rồi đất nước chia tay, tôi lại gặp lại nhau mà vẫn cứ như vậy thôi. Chỉ có duy nhất tôi với thầy Tâm Giác là tình bạn lâu nhất đấy coi, từ năm 93 tới giờ là nhiêu năm? Dạ cũng 93, bây giờ cũng 20 mấy năm rồi đấy. 20 mấy năm. Mà chứ không chồng không bác. À, còn bà là 80 năm, mà 20 năm là tôi thấy là bền dữ lắm rồi đó, nghe là nghĩa là né tránh không cho mất lòng đó. Chị có nghe gì mà chị nghe? Chị 10 năm hả? Rồi chắc là 20, 23 hả? Tính ra bây giờ tuổi của thầy Tượng Tài mới có nửa tuổi bà này à. Mà tôi nghĩ trời ơi, giờ mà cứ cắn tôi nó mỏi mòn hết trơn rồi. Tôi nói thiệt. Riêng tôi là tiêu, tôi thấy mình giờ làm sao sống tới 4, 6, 7 năm nữa trời. Không nổi nữa, tôi chết. Mà bà Linh Đa mới 86 à. Mà cũng còn đỡ. Bà 93, bà 95, mà lớn tuổi nhất mà mạnh nhất. Bà cụ đó còn một bà 100 tuổi, bà 97 tuổi, tôi biểu làm ơn, mời hai bà xuống đây luôn. Chùa Đức Hoàng ở bên DC là cái chùa lớn, tức là cái chùa đó là có ở Mỹ Đàn. Đầu tiên là 75 đó, là lâu lắm rồi. Thì có hai vợ chồng cái anh này, có hai bà mẹ ở cùng một nhà, hai bà thông gia ở cùng nhà. Một bà mẹ chồng thì 100, một bà mẹ vợ 97. Mà hai người còn dẫn bà cụ đi lên cái chùa Đắc Hoàng. Mà tôi lại là bạn của cái bà mà 97. Đấy, xong rồi mới biết cái bà 100. Mà bà 100 thì đẩy xe, không có nói gì chứ chắc tay. Và cái bà 97 lễ phát trí. Tôi nói thôi ráng, giờ bữa nào bà xuống bà ráng mà mời gia đình nó đi. Tối nay bà làm cái giường của tôi là cho tôi sống được 60 cái bà. Nếu mà tôi đừng ăn cầu cho tôi sống được chín mấy, tôi khổ lắm, 60 được. Hồi đó nghĩ 41 tuổi chết, bây giờ không chết thì tôi 60 được. Mà nói lần nào lấy lòng các Phật tử. Thì thầy Đức Phật thầy có bài gì đó có một câu từ chỗ này. Bây giờ đó mà ở đây đó là biết bao nhiêu Phật tử mà tu được bao nhiêu, mà cái giờ này là giờ Phật tu nhất. Mà bây giờ này tổ chức một khóa tu nó rất là khó khăn, biết bao nhiêu không. Mà bây giờ chúng ta Phật tử đây chào thầy ạ, thì thầy lại nói chào thầy ạ, thầy đã nói một phút biết bao hết cả cái giờ tu rồi. Cho nên thầy xong trong những cái khóa tu xong rồi thầy ngồi và cũng như là trà đạo đó thì thầy đi giải thích đó. Thì đừng có buồn thầy, tại vì nói bây giờ thầy nói với anh thì gặp chị phải nói với chị, mà nói với chị rồi mà gặp người này không nói nữa thì bảo thầy thân người này, thầy chọn người kia, thầy không thích người thầy kia. Thầy nói thầy không có chào ai, thầy không có nói chuyện với đó. Là trong cái khi mà bắt đầu vào khoa tu đấy rồi, từ cái ngày nào nhà đó thầy gặp ai là thầy không chào, không nói, thầy không có nói, mất thời gian. Thế thì giờ rất là quý, chỉ tu thôi, chỉ tu, đến đây là chỉ tu chứ không có nói chuyện. Nhưng mà sau cái khoa tu thì già làm tha hồ, có cái gì phê phán, có gì tại kia thì nói với thầy. Thầy rất là trẻ. Mà khi mà ngô Phật, thầy không? Không lớn hơn chứ. Thầy không biết đâu. Mà thầy á, là đây cũng có cái đức. Thầy Pháp Hòa thì lớn là một tuổi. Lớn một tuổi đời mà là một tuổi đạo luôn. Thầy Thầy Trúc Thiện thì năm nay cũng gần 50 à. Được cỡ cũng lớn hơn tôi một cái tuổi. Thầy mà được cái lên thần thoại đó thì là có 7 hòa thượng cao là chứng minh cho thầy ở cái hòa thượng. Thì
bảy con đi dựng cái đồ đó thì mấy bà thượng nói rằng là tại vì thầy có đức mà thầy sang cái một cái đất nước Mỹ này thầy là cũng như là hành dương đạo pháp được rất là được cái nhiều điều đấy mà này thầy có cái đức mà thầy có một cái gì đó thầy ra là các vị nhìn thấy như thế chưa có đến tuổi thì mà như vậy cho thầy lên lên thực tập làm lễ nên là quá là cảm động đi mà thầy đảnh lễ tất cả các vị thầy vì nó một thầy khác thầy dặn cái bằng tập thật không ngờ mà thầy làm cái việc không á mà thầy nuôi chục nuôi mấy tiểu trong dần dần đấy mà khi mà học đến gần đại học khẩn thi vào hết trung học đấy thầy không cho học ở đây nữa thầy xem người nào được thầy cho đi Đài Loan thầy đó nếu ở ngoài này đó nếu mà tu thật thì ở trong chùa mà tu thì thầy cho về thầy không có giữ tại vì giữ cũng không được nhưng mà học phải ra học tu phải ra tu thầy giác hòa cũng nuôi cũng nuôi một chút đó đúng rồi nhưng mà nuôi chúng thì phải có cái tai tay nuôi chúng con cũng được rồi nói chú phải thương hết sức còn hơn cho thương con phải lo hết sức còn lo hơn cho con đó lo từ nhân ăn nhưng mà giờ đỡ lời nè trong đạo nó khác ngoài đời trong đạo bây giờ hả lo quá đó, nó hư đó, phải xô nó ra cho nó cho nó Ừ. Mà ở đây thì không thể kiểm soát được thầy cho lo quá nó hư mà thầy cũng biết được mà tu được mà bỏ nó thì cũng không được không có thì ngoài đời con cái để dạy thầy ở đây mà đi ra học thì để cho nó có nhiều cái mà cái đất nước Mỹ thì nó quá văn minh đó thành ra là không kiểm soát được thầy cho thầy cũng giảm lại thì thầy cũng phân tích cho được các chú các cô mà tu học ở đây để biết rằng như vậy rồi mà khi mà tu đó thì thầy nói rằng là một tuần đầy thì cô đầy làm 100 tất cả đều phải làm tất cả các việc từ khi mà tu mình phải biết làm tiểu như thế nào sau việc lên mới có thể mà làm việc chủ trì được sau này mình đối tuổi đúng rồi mình dạy con cái về sau thầy không làm con sao làm cha ý nói vậy đó cho nên nó sao vậy mấy thầy tu phải có căn bản dạ đó căn bản cho đây là có những cô mặc thấy rằng đi tu đẹp quá mặc áo người này kia thấy có vẻ bên ngoài thì rất là đẹp đấy nhưng mà vào tu không phải là thế đâu đó không phải cho nên khi mà xong rồi đó thầy nói tất cả cái này rồi mấy cô mấy chú ngồi đấy nghe nữa có khi buồn thôi mà thầy bắt con làm nhiều nào là đổ rác nào là làm bất cứ gì thế nhưng mà thầy bảo phải làm cô đằng tuần thay phiên theo hết làm hết cái gì đều giao hết cắm hoa rồi người nào cũng biết làm hết sau khi nào mà đưa kiểu biết dạy người ta khó lắm ngày xưa á để là nói nè là ngày xưa chư tổ hay chỗ á dạy đệ tử á không có phải dạy theo kiểu chúng ta ngày hôm nay ví dụ như có những gì tới cầu đạo học tới xin tổ dạy ông nói thôi đi ra sau bữa củi gánh nước nấu cơm rồi cái chờ hoài chờ sao mà cứ mình tới đó mình học đạo chứ đâu phải tới làm chuyện đó bao nhiêu tháng năm là hỏi giờ tổ dạy đạo nữa thôi gánh nước bữa củi nấu cơm và vậy đó mà có khi ta ngộ đạo có nhiều khi mình giờ mình học muốn chết rồi mình không có ngộ khí khô gì hết trơn rồi à, thành ra hồi xưa vậy à, có những vị đi đến học đạo rất là nhưng mà có những người chịu không nổi nghe ví dụ như có vị thiền sư đó tôi kể hoài với quý vị có nghe câu chuyện không mà hai thầy trò ông học trò muốn học đạo tha thiết cái tấm lòng muốn học đạo vì mà ông thầy này ông tu thì ông nó muốn học đạo thì bỏ hết tất cả theo ta thì ông thầy này á ráng đi theo ông thầy thiền sư đó nên hạ mốt đạo bỏ hết tất cả đi là theo ta ăn mài ăn xin ta dạy đạo cho thì ông này cũng nghe vậy mừng quá bỏ hết tất cả theo làm mài ăn xin cái lòng tha thiết thể muốn biết đạo như thế nào chứ thật sự đạo đâu có phải là ngoài cái lòng tha thiết thôi là đủ đâu nè cái ông này ông nói giờ thầy trò đi ăn xin tối ngủ với hầm cầu hầm cái cầu á chứ phải hầm cầu cá tra cái hầm cầu hầm gầm cầu á Việt Nam thì gọi là hầm hả
chứ đúng là gầm cầu, gầm cầu. Nhưng mà cái giọng nó gầm cầu. Cái em thầy đó bữa nay thầy trò mình ngủ chung gần ông Cùi là ông còn trộn hết hồn rồi tính cha rồi. Gì mà bữa nay đi các bạn xem vào đây mình phải ăn mày phải coi như là tới tập cùng cùng của ăn mày con à thì mới học đạo được. Ra tới giờ hai người mới ngủ gần ông mình cô ông Cùi. À mà bữa đó ông Cùi ông mình nó ho quá rồi, ông ho, ông gần chết rồi mà học trò thì nó sợ nó vô nó gốm gần chết luôn. Sau nữa đi ông Cùi ông chết, đi ông Cùi ông chết ông đấy, cái tay ông Cùi ho quá ông chết cho nên thầy nói thôi. Giờ nhiệm vụ thầy mình muốn học đạo ha, giờ hai thầy trò lấy cái len đi đi ra đào hố cho ông Cùi, đào hố cho ông xong rồi ngủ. Ngủ sáng học trò nó thầy về đi cắt thật đấy, thầy cắt thật để mình để thôi trưa có gì ăn. Ông đi thôi đi nay còn có đói còn đi ta có rồi. Ông đi trời đất ơi, ủa thầy cũng như mình xin ngày nào ăn ngày đó, không lẽ thầy ông léo giấu lại sao mà có rồi. Kêu nó kêu học trò nó thầy thức ăn thầy ở đâu ra. Nó là tối khi mà ta chôn cái xác ông Cùi, ta bò bò trong mình, không còn nửa ổ bánh mì. Nửa bánh mì, đây là đủ ăn. Ông trào nói thôi, cái con lại thầy, thầy ăn. Thì con theo thầy không có đổi. Thế thì ông thầy hôm nay, chưa được đã đâu gần ông Cùi ngủ là sợ thấy bộ nội rồi mà bây giờ đã đi chôn ông Cùi xong mà trong khi đi chôn mà vò trong người ông Cùi còn nửa bánh mì. Bởi vậy không phải học đạo là dễ đâu nghe, học đạo nó phải dễ. Đó, cho nên các chị mà để coi cái cuốn sách đó cuốn gì hồi xưa hay lắm, nó kể những câu chuyện mà có thật không á nghe, chứ không phải mà thiệt á, chứ không có nói mà đó, giống như cái câu chuyện mà thiền sư sư gì của Đức Lạt Ma Tây Tạng là tự nhiên nói quên ngang mà đó, ông tha thiết học đạo, ông mới nằm trên bao, tôi kể hoài đó, nằm trên bao thấy có ông thầy, ông nói rằng ngươi hãy đi về phương Nam phương Bắc thì là cái phương lạnh á, thì ngươi sẽ gặp ta đó. Ê cái thằng khốn kia, ngươi ngã mạng gì đấy, giống như là cái lời nằm trên bao thấy vậy thì để đặng đi tìm được cái ông thầy mà nói vậy là đúng là thầy. Thì ông này ông mới lang thang, ông quả nốt ông đi, nghe được trên bao vậy ông mừng quá, ông đi kêu tìm thầy học đạo về phương Nam đi, mình nói theo kiểu phương nào bất cứ mà nói cái nội dung thôi chứ tôi không nhớ hết. Thì trên đường lại nốt đi vậy, đi qua một cái cánh rừng, sau cái rừng đó nó lạnh thấu xương, nó lạnh còn trơ cành không. Vậy mà có cái liều, có một vị thầy ổng ở đó mà ông này đi tới thì đâu nghĩ đây là ông thầy mình đâu, đi tới mà thấy ông thầy ổng đang cầm rượu uống. Trời ông này ông khi dễ hết sức, khi dễ ông nói trời ơi thầy, thầy chùa gì uống rượu kia nọ. Thì chùa uống rượu mà cái dòm cái ông này ông là một chào thôi chứ đâu có trễ, ông là một tay chào thầy rồi đi. Thầy chùa vậy mình tha thiết mới học đạo, tôi phải tìm ông thầy nào mà đức hạnh, ông thầy nào mà đức độ, ông thầy nào mà uy nghi chứ thầy chùa gì mà cầm rượu uống. Cái ông kia ông này chào đêm kia đấy, cái đồ khốn kia, ngươi đến đây mà không bái ta làm thầy hả, là giống y như cái lời chim bao giúp mình hết trời ơi. Chim bao mình thấy ông này giờ không nghe cái giờ giọng y như chim bao hồi tối rồi quay lại dòm cái nữa thì ông đã uống rượu và nghe cái mùi nực nồng mà cầm cái sọ người đi uống nữa chứ đâu phải đâu có sọ người. Ông ở đây thầy ở là đây ta dạy đạo cho, rồi để cho ta lụa ta đi sâu vô rừng ta mò có sọ nào nữa không, ta về ta mài cho cứ uống rượu. Tao đã quá rồi. Thì ông ở đây bây giờ thì cuối cùng thì thật sự đúng không sai, vì ông tu thiệt, nhưng mà cái xứ nó lạnh quá đi, rồi mấy cái trái cây cái mùa hè nó ra đó, rồi làm sao
ông mới lấy cái lưu gì đó mới dồn hết vô để làm cho nó lên cái chất men uống thôi, chứ đâu phải mà nghiền rượu đâu. Nhưng mà riết là nó thành cái chất nước thôi đó. Mà lại đâu có nghèo quá, tu hành thật sự hả, cái người tu thiệt là nghèo à. Nó thẳng cái đi, tu thiệt là nghèo à. Giờ tu vậy là cũng còn bọn tu dỗm đó nha. Đó, cho nên tu thiệt cái phần Thích Ca là nghèo đó. Đó, tu thiệt là nghèo à. À, đừng có so sánh gì hết trơn, đừng so sánh thầy này tu thiệt thì cái tu giả vậy, cái đó tu thiệt là nghèo à. cái bắt đầu cái nghèo quá đâu có gì đâu, cho nên mới tình cờ ông đi mới gặp đạp cái sọ người. Thì thôi cái ông đấy, thôi nhà ngươi thông cảm, nếu mà nhà ngươi có đi đầu thai rồi thôi nghe, còn nếu chưa đi đầu thai cũng quan hệ cho ta mượn cái sọ ngươi để ta uống, ta làm cái phương tiện ta sống thì ngươi cũng được cái phước, nghe không? Ông nói thật mà. Đó, cái ở dạy đạo, dạy đạo bao nhiêu tháng ngày ha, thì ông Thạo nói thôi hôm nay ta đã dạy cho các ngươi xong rồi, cho ngươi xong rồi đó, ngươi có thể trở về để đi giáo hóa chúng sanh được. Thì ông này ông bị nhờ bao nhiêu tháng ngày học ở cũng hiểu đạo rồi, cũng được đi, không nhắc gì tới học trò nữa. Sáng hôm đó thì ông thầy ông mới tiễn đứa học trò đi cũng qua một cánh đồng, một cái con suối. Sau khi lội qua suối xong, ông thầy nói: ta đã dạy ngươi đủ cái mà con cái chuyện ta quên nói. Ê, quay lại đây ta chỉ cho ngươi đạo chỗ này nè. Ông dạch cái lỗ đít xuống cái, nó chai như đít khỉ. Cái đít khỉ ý là cái chỗ đó là ông thầy ông nhắc là đạo không phải chỗ nói không thôi, mà còn ở chỗ hành trì nè. Chai như đít khỉ, học trò đứng bên kia ba quỳ lại khóc sướt mướt nó trời, vậy mà bao nhiêu năm rồi với thầy mà con không thấy. Bởi vì ban đầu có thấy ông thầy uống rượu, ông thầy cầm sọ người vậy là thấy nản rồi, biết không? Cho nên muốn biết được phải hiểu cái hoàn cảnh của người ta. Hoàn cảnh đó nó phải như vậy, bị trong rừng mà không có cái đó, sương tuyết mà sao chịu nổi. Kiểu như có những thầy ngày xưa, đừng có nói thừa sao mấy vị tổ hồi xưa hút thuốc. Ở trên non, trên núi nó lạnh thấu xương, không lấy cái lá dẫn hút chịu gì nổi, không? Còn mình ngày nay dưới này thì nó khác. Cho nên đừng có chúng ta ngày nay đừng so sánh với các bậc thánh ngày xưa, phải không cụ? Mình cứ phàm phu mà đi so với thánh không làm sao được. Thế đó là cái bệnh của chúng ta ngày nay, phàm phu mà đi so với thánh, thành ra nó khổ vậy. Các ngài cái thời đó, các ngài đã hiển thánh rồi, cho nên các ngài đã tỏ đạo, các ngài làm gì cũng được hết trơn. Mình ngày nay á, nó cái thời của mình, cái thời mà gọi là đạo đức nó suy đồi, vật chất nó tăng trưởng, cho nên nó đủ thứ nó lộn xộn hết trơn. Trời ơi, thôi tối nay nói chuyện như đây là ngủ. Tối nay cười nhiều quá. Đi tổ bồ củ cũng đắc đạo, mà giã gạo cũng đắc đạo. Chỉ có một nghe một ba tiếng chày mà gõ thế là vàng biết rằng là hỏi những cái gạo rồi đó. Con nhớ là đang nói thôi rằng là cái thằng gạo chỉ tu một thằng gạo thôi, chẳng có ăn được làm gì. Nó gọi là gạo đã xong chưa? Nó là tổ à. Tổ đi thì còn có để mà tổ Huệ Năng. Người ta chưa cái ngũ tổ với lục tổ. Không biết thì bỏ lên 30 cái mà phe hình năm 90 tuổi mừng thọ nè. Nếu phe mà không đeo kiến đâu có thấy nè, coi 90 tuổi mừng thọ cụ đó. Các con trai và cháu nội với cháu ngoại đó thầy. Dạ. Cũng mặc theo truyền thống của Việt Nam thì áo dài hết á. 90 tuổi thì cái nhà là năm đang đàn một lần. Cái năm vừa rồi là đàn virus đấy còn đàn. Thôi ráng trăm làm luôn.